Tôi xin lỗi. Mà cái máy anh hư có nặng không? Tôi không biết là có đổi tiền đền nhanh không nữa. Thôi khỏi. Chuyện cái máy á, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh tên gì vậy? Tôi tên Thành. Vậy thôi, tôi đền anh 10 ổ bánh mì được không? 10 ổ bánh mì? Hả? Điều đó là coi như lỗi vốn tôi rồi đó. Nè, anh biết tao dán chụp hình không? Tôi đó hả? Anh mà không mua, tôi ngồi nó chiều luôn. Khỏi đi bán, với số ấy. Lúc đó tôi hết vốn, cho vừa lòng anh. Thua được rồi, tôi thua. Tôi mua một tờ được không? Vậy đi, vậy mà làm khổ nhân sáng tới giờ, mệt ghê. Ê, sorry mày, tao tới trễ. Mày mà tới sớm một chút nữa hả? Mày sẽ gặp được một con khùng bán vé số. Vụ gì vậy? Nó mới đây nè. Nó bán vé số mà tao tưởng nó bán đĩa. Dai như đĩa. Nó mời vé số tao không mua mà nó mời hoài. Thì mày mua giùm nó một tờ đi. Tao mua rồi. Không mua gì nó tha cho tao. Thôi lên xe đi. Tao chở mày đi luôn ha. Đi. Khoan đã. Mua cho em tờ vé số đi anh. Em mà, em bán vé số thôi mà, có phải bán đĩa đâu. Sao mà em chơi quá vậy? Anh nhớ là anh đã mua cho em rồi mà. Ủa, anh mua rồi hả? Biết quên. Biết tưởng á là biết chưa mời, nên để biết mời. Anh mua rồi, còn anh đây nè, chưa mua. Thôi, mua thì mấy tờ vé số đi. Mua đi mày. Mày mà không mua, tao đố mày ra khỏi đây được với nhỏ này. Lấy anh tài. Cũng may á, là thằng nó nghĩ lại, kêu anh đi làm người mẫu ảnh cho nó. Nếu không thì không biết tiền đâu mà để kiếm ảnh cho nó nữa. Cho chỗ thật bé gái. Hay gái là tốt tốt. Ủa, thấy gái thì tôm tớp tôm tớp. Không lẽ thấy trai tôm tớp tôm tớp à? Thì tôi cũng đẹp nè. Sao không tôm tớp tìm tôi đi. Mà với em á, thì anh thích tí ta tí tưởng hơn là tôm tớp. Anh á, cái miệng dễ quẹo à. Yêu mà. Mà nè, có biết làm người mẫu không? Mà nhận lời làm người mẫu chụp hình vậy? Anh thấy cũng dễ mà. Chỉ là đứng eo qua eo lại. Nó giống cái cuộc thi đếch tốt gì đó. Dễ mà. Mai mốt á, mà nổi tiếng mà quên tôi nha. Là tôi tung mấy cái tấm ảnh mà anh ngủ không bận đồ bá đạo lên đó. Hên xui. Lỡ như có thằng người mẫu nào nó vào nhận hình đó là của nó để được nổi tiếng thì sao? Bây giờ mấy cái vụ đó nhiều lắm mà nha. Ủa, sao kỳ vậy? Lộ ảnh khỏa thân mà cũng vô tranh nền ảnh của mình nữa. Chỉ kỳ vậy. Ê, mày tìm đâu ra chỗ này ghê vậy? Ghê gì? Nhà quan thôi mà. Mày có biết á, tao vất vả lắm mới tìm ra được chỗ này không? Mấy chỗ kia tìm được mà toàn gặp gì đâu không à. Chỗ kia anh thấy cũng ok mà. Sao em không ra đó chụp? Nhà quan bên quận 2 hả? Ừ. Thôi đi, cái nhà đó mà mình vừa mới vô á, là có bà già nào nhà gần đó đứng chửi sùm mà. Bà nói đó là nhà của bà. Trong khi mình biết chắc đó không phải là nhà của bà. Muốn chụp á, phải đưa cho bà 2 triệu không mới chụp. Cái gì? Chụp hình xong mà lại tới 2 triệu hả? Bằng một tháng anh bán bánh mì đó. Vậy còn nhà này thì sao? Nhà này thì rẻ hơn. Nhưng mà tự nhiên có con mụ bán nước ngoài đầu đường á. Bà nói á, là phường nhờ bà xuống đây canh nhà quan. Mày đừng nghĩ tao không dám làm một cái gì. Cho nên bà phụ thu mỗi người 500 ngàn một buổi. Câu bộ còn nhiều nghề ngon hơn cái nghề bán bánh mì ha. Cho bữa nào á, anh vô công viên canh có đứa nào chụp hình, anh thu tiền hết quá. Anh chưa kịp thu là mấy thằng bảo vệ công viên nó thu trước anh rồi. Thời buổi bây giờ á, muốn quay phim chụp hình thì phải nhớ hai điều. Một là anh phải có lộn thiệt là giỏi, anh sẽ không bị mất tiền. Hai là anh sẽ mất tiền nếu anh không muốn cãi lộn và sẽ được quay phim chụp hình.
kêu mày đem sợi dây thừng cho tao làm đạo cụ chụp hình. Mày có đem không? Thấy bà nội không? Tao quên mất tiêu rồi. Thằng tào lao, bây giờ lấy đâu ra đạo cụ chụp hình? Hay là để tao chạy về nhà lấy. Mày về lấy xong là ra tới đây chiều luôn, khỏi chụp. Vậy giờ làm sao? Ra tìm tạp hóa cuối đường coi. Có cọng dây thần nào không? Mua tao cọng 2 mét. Thôi, để tao đi lấy. Ê, đi nhanh nha. Biết rồi. À, ở đâu có cọng dây? May quá. Ê, có cọng dây rồi nè. Thấy tao giỏi không? Mày rảnh quá hả? Đưa cọng dây đây coi. Ê, lấy máy chụp hình lại nó đi. Nhanh lên. Cho, cho tao nhảy 100 cái đã. Ủa? Ai vậy? Bạn gái mày hả Phát? Đâu? Nè. Bạn gái cái đầu mày, nên chia tay lâu rồi mà. Để em phóng to ra coi. Trò này không có vui nha. Không có vui mày ơi. Thôi, đi mày ơi, tao thấy hết có vui rồi. Đi ra khỏi đây đi. Đi đi. Đi 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 đi. Đi. Đi đi đi. Chị ơi em lại chị luôn á, chị tha tụi em đi chị ơi em lại chị luôn á. Trắng trắng gì xưa quá à, chị đi khác chơi gì. Xài kem tắm trắng bán trên mạng mà không trắng sao được. Dạ, dạ chị. Em hứa em mua một lố kem tắm trắng em đốt xuống cho chị. Chị đừng có nhát em đi, em lại. Kem tắm trắng đốt xuống có nước bỏ luôn chứ xài cái gì được. Dạ hả? Vậy có muốn ta tha cho các ngươi hay không? Xí chị nói giọng bình thường được không? Vậy đi cho nó dễ. Nói chuyện rên chết cũng mệt lắm mấy đứa. Chuyện là vậy, cái sợi dây mà cái thằng lùng kia nó cầm á, nó mượn của chị. Ngu. Sao tụi mày đánh tao? Sao mày mượn con dây của con quỷ này? Sao mày không xin nó luôn đi? Trời ơi là trời. Tao đâu có biết đâu. Tao tưởng có ai bỏ. Tại thằng này hồi nãy đi tìm cọng dây, thấy nó tìm quá trời, chỉ thấy thương nên cho nó mượn. Dạ thôi trả lại nè. Lấy đồ biến đi giùm con cái. Có cọng dây làm thi ứng. Đó lấy đi đi. Ủa, cọng dây này là cọng dây gì? Dây thắt cổ của chị. Ngu lần hai. Tụi mày đánh tao hoài vậy? Ai mượn mày ngu hả? Bao nhiêu cọng dây của bả mày không mượn? Dây nịt của bả này, dây dài của bả này, dây ong ngực của bả này, dây cụm tóc của bả. Tại sao mày không mượn? Mày mượn ai cọng dây thắt cổ của bả? Mày ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ. Mày ngu cái gì mà mày ngu dữ vậy trời? Bởi vì học sau lớp 12 địa phương Bắc mày đi nghĩa vụ quân sự để cho mày bớt ngu ra đó. Mày mới ngu á. Tụi mượn cọng dây ong ngực của bả vậy làm gì? Dây cụm tóc của mày hả? Tao mượn mày nào? Giờ chị nói cho mấy cưng biết ha. Mấy đứa mượn cọng dây của chị để chụp choẹt cái gì đó, giờ xong phải giúp lại chị. Không thì mấy cưng đừng hòng bước ra khỏi cái địa bàn này. Thấy bà nội rồi mẹ ơi, gặp đúng con quỷ ma đàn chị rồi. Ê, chị là ma, chưa có thành quỷ nha. Nói năng cho đàng hoàng, lúc còn sống, chị cũng không thua kém bà nào trong xóm đâu. Dạ, dạ. Em xin lỗi chị. Chị muốn gì tụi em cũng làm cho chị hết. Chị chết quan vậy chứ không ai đốt nhang cho chị đâu phải không? Hay em mua nhang em đốt cho chị. Chị muốn nhang gì?
nhan trầm, nhan không mùi, nhan có mùi, nhan có khói, nhan không khói, thậm chí chị thích nhan mũi em cũng đốt không có chị nữa. Khỏi mày, tao hít khói bụi no rồi mày. Hay là chị cần tìm người thân đem xác chị về chôn? Chị cho Facebook người thân chị đi, em cứ người hốt xác chị về cho. Người nhà tao hốt xác về chôn 3 năm nay rồi mày. Mày mà còn nói nữa, tao hốt xác mày đầu tiên luôn đó. Bây giờ chị muốn cái gì chị phải nói. Bị tát nữa hả? Sao tát hoài vậy? Ai biểu xài mũi giả à chi? Tao ghét ai sửa mũi lắm. Hàng thật đó bà, bán bánh mì không đủ ăn, lấy tiền đâu ra mà sửa mũi? Xeo sắc, mồm mép. Nãy giờ mấy cưng cứ cho chị nói cái gì đâu mà chị nói. Bực cái mà bội hà. Thì bà nói đi, ai cấm bà đâu. Im liền cho chị, liền và ngay lập tức. Im rồi nè. Câm. Còn nói một tiếng nữa là tao nhốt luôn trong đây bây giờ. Bây giờ vậy, xem như là mấy cưng cũng có duyên với chị. Thấy bà nội tôi rồi. Chị nhờ mấy cưng nhắn gửi lời yêu thương tới người yêu của chị còn sống có được không? Nhắn gửi yêu thương thì lên Zalo mà nhắn. Nhờ tụi này nhắn làm cái gì? Nói gì chứ mấy vừa này chị yên tâm. Đường Facebook nó đây, nó mà đẹp trai em cưa luôn giùm chị. Tưởng dễ ăn của ngoại lắm á cưng. Mơ đi. Vợ vậy, mấy cưng tìm đến thằng người yêu của chị, bảo nó làm đủ cho chị 49 điều hạnh phúc, mà khi sống nó hứa hoài mà không có làm được. Chị tức quá cho nên là không có đi đầu thai được. Sao bây giờ mấy cưng có giúp được chị hay không? Nhưng mà bây giờ chị đang cần tìm một chỗ ở. Mấy đứa ai có lòng tốt cho chị ở nhờ được không? Chứ mà ở đây buồn quá à. Mà tính chị lại ham vui. Cái này hơi bị khó nha. Không nói nhiều. Một là thực hiện, hai là khỏi ra khỏi chỗ này. Ở đây giữ nhà cho chị suốt đời. Chọn đi. Mày đi. Không có cãi nhau nữa. Bây giờ mấy cưng đọc theo chị câu này. Ai đọc sai, chị sẽ qua ở với người đó, được không? Đúng rồi. Nghe cho kỹ nha, ai đọc sai sẽ được ở chung với chị. Dồn dập lập dồn. Đọc đi. Dồn lập. Mày kìa. Dồn lập. Đọc đi con. Dồn dập. Chúc mừng cưng đã về đội của chị. Cho mày dập. Nói chung á là hết tiền. À, cái gì? Làm người mẫu mà có 200 ngàn thôi á hả? Biết rồi. Vậy bây giờ tôi có mua đồ cho chị không? Mua. Cha tôi rồi. Lộ luôn rồi. Cái gì? Đó là bộ kiện hả? Bây giờ, tôi có giả gái hay không nha? Sao giờ ta? Không có nhiếp làm sao nhỏ lông lách đây ta? Em vừa làm cái hành động gì đó?